Đầu mùa khô, giữa tháng 2 năm 1987, chiến trường Ba Biên mỗi ngày càng ác liệt. Ngoài máy bay oanh tạc, thả bom, tên lửa, pháo và hỏa lực mạnh các loại từ bên kia chiến tuyến, bên đất Thái bắn qua theo từng đợt. Từng tràng bay sang nổ vào tất cả các điểm cao và bình địa có nhà ở của quân ta. Chúng bắn khắp nơi và vùng điểm vị trí ta đóng, kể cả đường đi. Một phần, chúng cũng nhờ vào trinh sát chỉ điểm từ máy bay L-19, bay lượn hàng ngày ở trên cao. Ban ngày pháo địch như áp đảo phía ta, ngày nào cũng vậy. Về đêm, chúng vẫn bắn nhưng thưa dần, chủ yếu là pháo tầm xa giữa ta và địch, bắn đối lưu phản nhau. Chắc hẳn những đồng đội của chúng ta, những ai đã từng đến Trung đoàn 733, Sư 315, tham gia công tác phục vụ chiến đấu tại chiến trường Ba Biên vào thời gian này là đầu mùa khô năm 87, và sau đó đều biết và nghe những địa danh rợn người. Máu của quân ta cùng địch tại chiến trường này. Ngoài điểm cao 384 và 416 ra, tiếp theo là trận đánh phòng ngự của điểm cao 3 số 5. Đây có lẽ là trận đánh nhiều gian nan và khốc liệt nhất ở chiến trường Ba Biên trong thời điểm này. Đội 3 số, tức 555, nằm thòi lòi qua đất Thái theo đường biên giới Campuchia chừng 1 km, trích về bên phải, tính theo trục đường từ ngã ba Thái, Lào, Cam, lên cao điểm 743, 753. Trên mặt đỉnh đồi này có hình dáng như chiếc giày đơn độc. Từ phía đường biên nhìn qua hướng Thái, phía ta nhìn qua, phía bên trái là phần của gót giày như hình dung. Bên này là mỏm đá nhô lên, có nhiều cây cổ thụ và dây leo. Nhìn có phần cao hơn nhiều với rừng cây bên phải của đồi này. Phần đồi bên phải phình ra, bằng phẳng nhiều hơn, ít đá. Bên trái của mỏm đồi đá này tiếp dốc nghiêng là qua yên ngựa của điểm cao chốt 562. Phía sau mỏm đá này có đường dốc đá để đi lên chốt và chi viện khi cần. Bên phải của chốt này hơi trích về hướng Thái cũng có đường dùng để bí mật chi viện lên chốt, chứ ít đi vì đường đi lại rất khó khăn. Ở đây không phải đường mà chỉ đi thang dây và bám đi theo vách đá treo leo, rất hiểm trở vì có vực sâu. Bên phải của chốt dưới bình địa là trại tù trước kia của bọn Pốt. Nơi đây có rất nhiều xương người. Nhìn về phía bên phải từ xa kia, chừng hơn 1 cây số, là chốt của 416. Còn phía sau chốt này cũng trích về bên phải là cao điểm 500, tức đồi không tên. Cách nhau chừng 800 mét đường chim bay, hướng đối diện của chốt này. Trước phía bên trái trước mỏm đá là dốc nghiêng lởm chởm đá nhô lên. Còn hướng đối diện bên phải trước chốt này là rừng cây dốc thoai thoải. Đi xuống đến chừng 500 mét là hồ nước. Nhìn ra phía trước xa xa kia là đồi nghiêng, trải dài của điểm cao 417 của địch, đối diện với chốt 416 của ta đóng quân. Đầu mùa khô giữa tháng 2 năm 87, địch bắt đầu triển khai bộ binh để đánh lại ta. Chúng đã tấn công đánh các chốt 384 và 416. Nơi đây quân ta đang đánh nhau với bộ binh của địch dữ dội từng ngày. Cùng thời điểm này, chốt 305 do đại đội 11 tiểu đoàn 9 chốt giữ. Địch quân cũng áp sát bộ binh trước tiền tiêu của chốt này. Lính Thái trú quân phía bên kia hồ nước, cách chốt 3 số 5 hơn 700 mét. Xe tăng địch cũng đã triển khai bên kia, dọc theo triền đồi nghiêng trải dài của đồi 417. Chúng ẩn mình theo từng ụ đất để tránh pháo kích của ta. Trinh sát tiểu đoàn 9 và trinh sát đại đội 21 của trung đoàn cùng đại đội bộ binh 11 đóng tại chốt này đã đụng độ với địch. Bên ta đã có hy sinh và thương vong trong nhiều trận nhỏ lẻ trước tiền tiêu của chốt này. Cao điểm trận chiến bắt đầu vào thời gian này. Tất cả các đơn vị của trung đoàn 733, trung đoàn pháo binh 729 cùng tiểu đoàn cao xạ D-14 của sư bộ 315. Đơn vị nào ít nhiều cũng có đồng đội hy sinh và thương vong. Máy bay địch oanh tạc và ném bom mỗi ngày thêm dữ dội. Chúng trút bom, quét, bom trục, bom xăng và cả bom bi. Bom nổ khắp nơi, pháo binh cối tầm xa của địch nổ cày lỗ chỗ trên mặt đất, cây cối đổ gãy ven đường và các cao điểm của quân ta đang chốt giữ. Pháo binh của ta cũng nổ bên đất Thái hàng ngày, nhưng vẫn không nổ nhộn nhịp như pháo của bọn địch. Cao xạ 37 ly cùng tên lửa vác vai của ta thì hàng giờ bắn máy bay của địch mỗi khi chúng bay qua để ném bom. Đầu tháng 3 năm 1987, địch bắt đầu đánh chốt 3 số 5 bằng bom bi, nhưng không hiệu quả. Chúng triển khai pháo binh và cối bắn càng ngày lên điểm cao này. Trong hơn một tháng, bị pháo và cối của địch dập dữ dội. Toàn bộ cây rừng to nhỏ trên mỏm đồi này như phát hoang thành bình địa. Chỉ còn lưa thưa một số cây to bị gãy cành và trơ thân cụt ngọn. Bên mỏm đá nhô, phía bên trái kia của cao điểm này, mỏm đá nơi đây, anh em trinh sát pháo của Trung đoàn 729 lợi dụng cây cao để dựng đài quan sát, để lộ cho pháo ta bắn. Giờ chỉ còn lại vài ba cây và một cây trụi cành. Vào khoảng giữa tháng 4 năm 87, địch bắt đầu áp sát chốt 3 số 5. Lực lượng địch là một tiểu đoàn lính hỗn hợp, có cả lính tàn quân chế độ cũ của lính Việt Nam Cộng Hòa thất trận năm 1975, lính Hoàng Cơ Minh. Chúng tiến đánh chốt này trong 5 ngày liên tục. Ngày đầu, chúng đánh từ sáng đến khoảng 2-3 giờ chiều, thì ngưng và rút về trên đồi, trải dài của đồi 417. Địch không trụ lại vì sợ cối và pháo của ta dập. Ngày thứ hai, địch đánh toàn tuyến. Chúng bò lên, đánh vào mỏm đá nhô, nơi đặt đài quan sát pháo binh. Anh em lính Trung đoàn 729 phối thuộc. Ở đây có gần một trung đội của đại đội 11 chốt thủ. Địch bò lên vào ban đêm, đánh tấn công bằng hỏa lực vác vai, M62, M72 và lựu đạn dữ dội. Qua hơn nửa giờ giao tranh với địch, mỏm đài quan sát thất thủ. Anh em chạy vào bên trong đồi lớn vì không đủ đạn để chống trả với địch. Địch làm chủ mỏm đồi này trong 3 ngày liên tục. Cũng trong 3 ngày này, anh em đồng đội đại đội 11 chống trả, bắn nhau không nghỉ với bọn địch. Mỏm đài mất hướng đối diện bên phải của đồi này. Địch bò lên, áp sát, đánh ác liệt với đủ loại đạn. Chúng hò reo, thổi súp lê, ném lựu đạn vào bên trong và thông hào của ta. Anh em lính đại đội 11 cố thủ, chiến đấu gần như sát lá cà với bọn địch. Có những chiến hữu nhiều lần bốc lựu đạn của địch ném loạt vào thông hào ta. Anh em lại bốc ném ngược trở lại ra phía địch. Tôi vẫn còn nhớ tên của đồng đội Huyên tóc dài, người bốc lựu đạn của địch ném lại nhiều nhất trong trận này. Bọn địch la hét, nói cả tiếng Việt. Những ngày này, đại đội 11 chiến đấu với địch chỉ chi viện bằng hỏa lực tại chỗ của đơn vị. Đến ngày thứ 5, sáng sớm, địch vẫn còn bám đánh. Chúng cố chiếm quả đồi này. Nhưng 8 giờ sáng cùng ngày, pháo binh ta bắn dữ dội qua hồ nước và triền đồi trải dài của đồi 417, nơi trú quân tiền phương của bọn địch. Cối C-13 trung đoàn bắn chi viện lên trước trên chốt này. Địch rút chạy về phía bên kia. DKZ 130,6 ly từ đồi 502 của ta bắn thẳng qua mỏm đá nhô. Đài quan sát pháo nơi địch chiếm giữ nổ cấp tập đến 11 giờ trưa thì ngưng. Anh em bộ binh đại đội 11 bò ra để đánh chiếm lại, nhưng chỉ đánh chớp nháy. Địch tuột dốc tháo chạy. Ta thu một số súng đạn và địch để lại mấy xác chết chưa kịp đem về. Sau trận đánh, buổi chiều, đại đội 9 tiểu đoàn 9 chúng tôi được lệnh của tiểu đoàn cơ động cõng đạn cối 82 ly lên chi viện cho chốt này. Tôi được đại đội phân công cùng 12 đồng đội do đồng đội Nhàn quê Tuy An, Phú Yên chỉ huy. Xuống kho lấy quân khí, đồng đội Dũng, quân khí tiểu đoàn, quê ở Cam Ranh, nằm dưới suối phía sau, dưới chân đồi 562 cạnh đường biên. Nhận đạn, mỗi người được 6 quả mang ba lô và 2 quả cột dây thòng cổ cùng súng đạn mang theo. Cõng lên chốt này, lên đến nơi, mới thấy được sự tàn phá hoang tàn của bom, của pháo. Mặt đất bị cày loang lộ, cây cối tan hoang, mùi khắc thuốc, đạn vẫn còn nồng cay. Những tảng đá bị pháo nổ vỡ ra thành nhiều mảnh, cây cối bay đi đầu mất, bình địa còn lại một màu đất mơ, bột đất đã tơi như làm nương rẫy. Anh em đồng đội chúng tôi giao đạn xong, chuẩn bị quay về, thì pháo Thái Lan bắn qua và dập mấy tràng trên đồi này. 4 đồng đội của đại đội 11 hy sinh vì trúng nguyên một trái pháo ở trên miệng hầm. Khi anh em chuẩn bị ăn cơm, lúc này là 5 giờ chiều. Nấp pháo xong, chúng tôi chạy lại về đơn vị. Kết thúc trận đánh phòng ngự của đại đội 11 tiểu đoàn 9 đối đầu với một tiểu đoàn địch trong 5 ngày. Ta vẫn giữ nguyên chốt 555. Nhưng sự hy sinh và thương vong của quân ta cũng đáng kể. Mới thấy được sự kiên cường, dũng cảm của những người lính, những người đồng đội cùng thời chiến trận, nơi chiến trường Ba Biên, mùa khô thật ác liệt. Sau trận đánh phòng ngự giữa tháng 4, cuối mùa khô năm 1987, địch bị thất bại trước sự dũng cảm kiên cường của anh em bộ binh đại đội 11 tiểu đoàn 9. Cộng với sự phối hợp tác chiến của các đơn vị hỏa lực trung đoàn cùng pháo binh trung đoàn 729, quân ta đã thành công trong chiến đấu phòng ngự tại cao điểm này. Chỉ huy đơn vị này hiện tại Trung úy Hoàng quê Bình Sơn, Quảng Ngãi đại đội trưởng, Thiếu úy Phúc cùng quê Bình Sơn, riêng Thiếu úy Thuấn quê Đức Linh, Thuận Hải đại đội phó đi phép vào tháng 3 trước trận đánh này chưa qua. Sau khi thất bại đánh tấn công đồi 3 số 5, lính Thái dường như rút hẳn bọn bộ binh ra xa về cứ điểm để trú quân. Chúng chỉ còn hoạt động các lực lượng biệt kích, lính áo đen, ó xanh, thường xuyên len lỏi bám sát hoạt động của quân ta vào những thời điểm thích hợp. Riêng máy bay L-19 thì trinh sát trên cao từ sáng đến chiều tà, còn pháo binh địch bắn cả ngày lẫn đêm. Máy bay địch ném bom ở khắp nơi, các điểm cao và bình địa ta đóng quân. Chúng ném bom, bắn pháo đủ loại, thường xuyên mỗi ngày. Vào thời điểm cuối tháng 4, đầu mùa mưa năm 1987, quân khu có điều một tiểu đoàn lính công binh của Trung đoàn 280. Đơn vị này đóng quân ở cầu Sirapok, tiểu đoàn 4, công binh, Trung đoàn 280 lên Ba Biên, với nhiệm vụ đào hào công sự, hỗ trợ anh em lính bộ binh Trung đoàn 733 để vận chuyển thương tử và chi viện khi chiến sự xảy ra, sẽ lưu thông vận chuyển dưới thông hào chiến lược này. Đường giao thông hào công sự này rất rộng và sâu, chiều ngang 2 mét và sâu cũng đến 2 mét. Đất đào được ném đều hai bên nên nhìn rất sâu. Đường hào công sự bắt đầu từ thung lũng đại đội 13, cối của Trung đoàn bộ 733. Phía sau chân đồi 500, anh em công binh của tiểu đoàn 4 Trung đoàn 280 đào đến đầu tháng 6 năm 87 đã lên tới đường biên, chỉ còn cách khoảng 500 mét nữa là đến chân đồi 562. Ở đây, chiến hào công sự này được đào rẽ thành ba ngã. Một đường hào công sự hướng qua chốt 555, một đường hướng đến biên giới chân cao điểm 562. Anh em công binh đang đào cả ngày đêm không ngừng nghỉ. Tôi có hai đồng hương cùng quê Đức Linh, Thuận Hải ở đơn vị này. Đơn vị C-13 công binh của tiểu đoàn 4, Trung đoàn 280. Đồng hương Dũng và đồng hương Thành ở gần nhà, cùng thôn. Hai đồng hương đi lính đợt 1 năm 85, trước tôi một năm. Nghe được thông tin, tôi từ bãi trảng 694 chạy xuống tìm đồng hương. Chúng tôi gặp nhau tại đây, mừng vui như muốn khóc. Nhưng vì công việc, nhiệm vụ khẩn trương, nên anh em chúng tôi không được thảnh thơi để nói chuyện. Tôi ở chờ, đến khi hai chiến hữu được nghỉ giải lao, chúng tôi mới có thời gian thăm hỏi nhau. Vì anh em công binh phải tranh thủ lúc không có máy bay địch ném bom thì đào cho kịp nhiệm vụ, còn pháo bắn vẫn đào bình thường. Ba chúng tôi đang ngồi ở dưới công sự hút thuốc hỏi thăm nhau, thì nghe tiếng vu vu. Nhìn lên bầu trời, có chiếc L-19 đang bay lượn vòng vòng ở trên cao. Cùng lúc là chiếc xe Rin 31 từ trung đoàn chở Châu lên cho đơn vị tiểu đoàn 9 chúng tôi. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, chiếc xe mới chạy lên đường biên vừa qua chân đồi 555 hơn 300 mét. Có lẽ trinh sát từ chiếc L-19 này, pháo từ hướng Thái Lan bắn qua như dải đá. Chiếc xe bị trúng pháo bên mạn sườn, hư hỏng. Riêng đồng đội tài xế thoát nạn, một con trâu bị thương bỏ chạy. Còn hai con sống thì không sao. Lúc này đại đội 3, tiểu đoàn 4 công binh trung đoàn 280 của đồng hương tôi. Pháo địch bắn trúng ngay trên bờ công sự, nổ mấy chảng liền. Anh đại đội phó của đơn vị này và một chiến sĩ hy sinh trúng mảnh pháo địch. Sau đợt pháo địch bắn, tôi, Thành và Dũng ôm nhau lần nữa rồi chia tay, tạm biệt đồng hương cùng quê nhà. Tôi chạy lại về đơn vị. Chiến trường Ba Biên mỗi ngày càng ác liệt hơn với bom pháo của bọn địch. Giữa tháng 6 năm 87, địch bắt đầu chuyển quân đóng theo rìa bên kia của triền đồi, trải dài ở điểm cao 417. Từ chốt 694, đơn vị chúng tôi, đại đội 9 tiểu đoàn 9, đóng quân. Nhìn qua bằng mắt thường vẫn thấy rõ lính Thái di chuyển quân lên xuống triền đồi này rất đông. Lực lượng địch có thể vài tiểu đoàn trú quân ở đây. Máy bay trực thăng địch bay tầm thấp đến triền bên kia của đồi này nhiều lần trong ngày, liên tục hơn một tuần. Xe tăng địch có 4 chiếc cũng bố trí ở đây. Chúng thường xuyên bắn tầm thẳng, khống chế chốt 694 đơn vị chúng tôi đóng quân. Có thể địch vận chuyển bằng máy bay trực thăng chở dụng cụ phục vụ cho tác chiến. Chiến trận sắp xảy ra, nhưng chưa biết địch đánh chốt nào, đơn vị nào của ta trong thời gian tới đây. Tháng 6 năm 1987, chiến trường Ba Biên vào mùa mưa rừng, có lúc mưa triền miên cả ngày không dứt. Đặc điểm riêng của mùa mưa rừng ở đây, không nặng hạt, ít gió, mưa phùn lâm dâm, có khi mưa liên tục đến mấy ngày. Trời mưa thì quân ta khỏi phải núp bom bi của địch vì máy bay không qua ném bom. Nhưng pháo địch vẫn bắn cả ngày lẫn đêm không nghỉ. Những ngày càng về cuối tháng 6, địch tập trung cối pháo tầm xa bắn khắp mọi nơi. Dường như chúng bắn không sót một vị trí nào, kể cả các đơn vị tuyến sau. Chúng tập trung pháo binh bắn chốt 500. Anh em đơn vị DKZ ở đây dường như không khai hỏa được. Chốt 562 do đơn vị đại đội 10 tiểu đoàn 9. Ở đây địch cũng tập trung cối pháo bắn cả ngày đêm. Quân ta có thương vong. Đơn vị đại đội 9 tiểu đoàn 9 chúng tôi đóng chốt ở 694 một trung đội. Ở đây cũng có khẩu pháo DKZ-82 ly của tiểu đoàn phối thuộc. Cũng phải đấu nòng súng vào trong hầm, chủ yếu bắn vào ban đêm và sáng sớm khi có lệnh bắn. Còn ban ngày trên đỉnh đồi này dường như giao cho pháo địch nổ. Pháo từ xe tăng địch bên triền đồi thấp 417 bắn qua. Riêng chốt 3 con 5, địch tập trung cối và pháo bắn vào chốt này nhiều hơn vào buổi chiều. Thật ra, có thể địch đã ém quân từ ngày 24 tháng 6 năm 87. Đến trưa ngày 26 tháng 6, địch quân đã tràn vào yên ngựa của đồi 526, tiếp giáp đài quan sát đồi 555, cách chừng 300 mét. Anh em lính đại đội 10 cảnh giới, phục địch phải rút lui vào bên trong phòng ngự vì địch rất đông. Hướng đối diện chốt 3 con 5, hướng hồ nước, địch đã tiến lên. Tiếng súng con cùng hỏa lực của ta đã bắt đầu nổ. Đạn R, M62, M72, xít tốc của địch cùng tiếng AK, B40, B41, 12 ly 7 của ta bắn vào đầu nó dữ dội. Cầu DKZ-106 từ đồi 562 được bắn mấy quả, khai hỏa thì bị pháo địch bắn hạ. Hỏa lực chi viện cho chốt 555 bị pháo địch khống chế, không ngóc lời lên được. Đồi 500 tức đồi không tên, cũng như 694 và đồi 562 không chi viện cho chốt 555 vì pháo địch dập dữ dội. Lúc này đã 10 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Tiếng đạn của ta và địch tại chốt 3 con 5 nổ đến 1 giờ chiều thì ngừng chiến. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, địch tổ chức tiến đánh lại, cũng hướng đối diện hồ nước này. Anh em đồng đội đại đội 11 chiến đấu kiên cường, quyết liệt với bọn địch. Chúng tổ chức nhiều đợt tiến công nhưng không thể thêm được. Cối đại đội 13 của trung đoàn bộ trung đoàn 733 cũng đã chi viện, bắn ra trước triển đồi 555 nơi địch đang tiến đánh. Chỉ còn hơn vài chục mét là địch có thể chiếm tông hào chiến đấu của ta. Cùng thời điểm, bên đồi 600, đại đội 9, tiểu đoàn 9 chúng tôi đóng quân trên cao điểm này. Trên chốt này có một trung đội đụng độ với nhóm biệt kích, đánh nhấp nháy khi chúng leo lên chốt. Gặp tổ cảnh giới của ta, chúng chưa kịp nổ súng, bị ta đánh bất ngờ. Chúng bỏ chạy, để lại một ba lô lương thực và có vết máu đổ. Bên chốt 555, địch đánh đến 4 giờ chiều, cùng ngày thì ngừng nghỉ. Riêng mỏm đài quan sát 555, địch vẫn chưa thấy động tĩnh. Chúng rút quân xa xa về trên đồi thấp của đồi 417. Tất cả yên tĩnh trở lại. Pháo và cối của địch không bắn. Bên ta cũng vậy. Kể từ ngày đầu cuộc chiến đến nay, thật sự chiều nay là buổi chiều yên lặng nhất của chiến trường Ba Biên. Trong thời điểm này, từ chốt 694, đơn vị của chúng tôi nhìn sang trên triển đồi 417. Quân địch rút về đây, có rất nhiều võng khiêng xuống bên kia triển đồi này. Máy bay trực thăng địch bắt đầu bay lui. Bay tới đây cho đến tối vẫn còn nghe bay. Có lẽ máy bay địch vận chuyển tương tự, chắc quân địch tiêu hao lực lượng cũng không phải ít. 4 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 6 năm 1987, tiếng súng đạn nổ vang dội cả một góc trời Ba Biên. Từ hướng chốt 3 con 5, địch đã tấn công. Chúng bò lên đánh chiếm mỏm đá ở đài quan sát đồi này. Địch chưa đánh hướng chính diện, hướng đối diện xuống hồ nước. Chúng đánh bất ngờ và tràn quân lên từ mỏm đồi đá này. Quân ta kháng cự quyết tử với bọn địch ở hướng này. Nhưng thường thì hướng này an toàn nên không có giao thông hào chiến đấu ở bên trong. Địch dễ tấn công bằng hỏa lực, đại liên địch nã đạn như mưa. Hướng này anh em đồng đội phải vào hầm cố thủ. Tiếng súp lê địch thổi vang khắp nơi. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, địch đã chiếm toàn bộ bình địa của chốt này. Đồi 555 thất thủ. Anh em đồng đội C-11 cố thủ ở trong hầm, kháng cự với lực lượng của một tiểu đoàn địch. Đại đội 11 đã mất thông tin liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn 9, mất chi viện đạn dược, nước uống, lương thực trong thời gian chờ chi viện. Chiều cùng ngày, đại đội 9, tiểu đoàn 9 chúng tôi có đồng đội điếu, lính đợt 1586, người dân tộc Ba Tơ, Quảng Ngãi, dẫm phải mìn K58 bị bay mất cả 2 chân nhưng vẫn còn sống. Lúc anh em đơn vị khiêng đi vẫn còn thở nên tranh thủ chạy. Xuống đến ngã Ba Biên thì đồng đội đã tắc thở. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, có tiếng xe ủi lên đang ủi mặt bằng ở phía trái bên đường từ dưới lên, đoạn lưng chừng dốc. Phía trên cây cầu đá qua đại đội 17 thông tin ở trung đoàn bộ. Cách cầu chừng 200 mét, gần tới ngã Ba Biên. Ở đây nhìn lên đồi 555, thấy rất tổng thể được 3 phần đồi, còn một phần bị khuất ở hông sườn đồi 500. Về hướng Bắc, khi anh em chúng tôi bàn giao đồng đội điếu xong, quay về khoảng gần 6 giờ, một khẩu pháo 37 ly 2 nòng đã kéo lên vị trí này, được giá trên mặt đất bằng chứ không có trận địa. Có lẽ anh em cao xạ của tiểu đoàn 14, sư đoàn bộ 315 cũng đã chỉnh hướng tầm ngắm xong. 4 giờ, rạng sáng ngày 28 tháng 6 năm 87, quân ta chuẩn bị phản công để chiếm lại chốt 555. Một tiểu đoàn của trung đoàn 142 cùng sư 315 đã tăng cường chi viện từ chiều hôm qua. K6 trung đoàn 142 cùng tiểu đoàn 7, trung đoàn 733 chúng tôi đã ém quân dưới chân đồi. Phía bên này chốt hướng ra đường biên, đã hiệp đồng chiến đấu, tất cả chờ lệnh khai hỏa. 5 giờ sáng cùng ngày, DKZ từ đồi 500 bắn thẳng qua địch 555, nơi có địch lưu trú. DKZ ở đồi 694 bắn qua triền đồi 417 của địch. Pháo binh trung đoàn 729 cũng bắn qua điểm đồi này. một chiếc xe tăng địch bị trúng pháo của ta, lửa bốc cháy. Ba chiếc còn lại cũng đã di chuyển. Cao xạ 37 ly hạ nòng bắn thẳng lên bình địa ở đỉnh 555 cùng lúc. Bộ binh K6 Trung đoàn 142, Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 733 bò tiến lên điểm cao này. Cối của đại đội 13 Trung đoàn cũng bắn tập trung lên bình địa của đồi. Bộ binh chỉ tiến lên cập chừng, chờ cối và cao xạ 37 ly của ta. Địch quân ở trên chốt 555 không thể ở lâu, chúng đã bỏ cả tử thương tháo chạy. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, ta đã làm chủ toàn bộ đồi ba số. Bộ binh hai tiểu đoàn phối hợp tiến lên, không bắn viên đạn nào, sau đó rút xuống chốt. Địch để lại 4 xác chết còn nguyên vẹn ngay ở sân bóng gần hầm đại đội này. Còn thịt người thì tung vãi khắp nơi ở dưới triển chốt. Riêng đại đội 11 hy sinh một đồng đội nuôi quân, bị thương một số đồng đội nữa lúc chiến đấu ngay trước 4 giờ chiều cùng ngày. Nhận lệnh của chỉ huy tiểu đoàn, đại đội 9 chúng tôi chi viện lên chốt 555 một trung đội đóng tại mỏm đá đài quan sát do thiếu úy Đặng Quốc Việt quê Tam Kỳ, đại đội phó chỉ huy, lên kết hợp phòng ngự cùng đại đội 11 tại điểm cao này cho đến khi bàn giao chốt cho đại đội 5 tiểu đoàn 8 cùng trung đoàn 733 chốt giữ thì rút về. Riêng đại đội 11 sau khi giao chốt đã chuyển qua đóng ở phía trước dưới chân đồi 623, đường qua điểm cao 741. Mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký về trận đánh ở đồi 502 cùng hướng với trung đoàn 315 của cựu chiến binh tiểu đoàn 2 trung đoàn 143. Những ngày sau tổng tiến công chiến dịch K1 giải phóng vùng Ba biên giới, đơn vị chúng tôi D2 E143 sư đoàn 315 về chiếm giữ phòng ngự 3 ngọn đồi 502, 500 và 504 dọc biên giới Thái Lan Lào. Thời gian này cũng bắt đầu vào mùa khô. Mỗi ngọn đồi biên giới có một vẻ đẹp ngất ngây huyền ảo dưới bầu trời bao la thanh bình. Đồi 504 là một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi rộng chừng một cái sân bóng chuyền, cây cối cũng hoang sơ không rậm lắm. Và thấp dần về phía Thái là một bãi đá dài chừng 300 mét, có cụm rừng xanh. Đứng ở đây ta có thể mở tầm, nhìn quan sát cả một vùng rộng lớn. Xung quanh với những cơn gió chiều mát mẻ của núi rừng, chỉ một hơi thuốc dê là có thể khói lan tỏa từ Lào sang Thái Lan. Đồi 500 là ngọn đồi đẹp nhất, ngọn đồi mang tâm hồn của một thi sĩ với mỏm rừng xanh ở đỉnh đồi. Xung quanh là bãi tràng đá, xen kẽ những cây mai rừng đua nhau nở hoa. Những gốc mai sần sùi trên bãi đá tạo đủ hình mẫu bonsai cho những người chơi cây cảnh. Trước mặt là một vực thẳm, khi nhìn qua đất Thái, thật bình yên và thơ mộng. Đây là 502, một quả đồi mang nhiều ký ức nhất, một quả đồi không giống các ngọn đồi kia. Một ngọn đồi trên đỉnh băng phẳng, rừng già với những cây cổ thụ già nua. Từ chân lên đến đỉnh đồi, chỉ có rừng ngút ngàn và những mỏm đá sắc nhọn nhấp nhô ẩn hiện dưới tán cây rừng xanh biếc. Một ngọn đồi đã từng chứng kiến những người lính trận chúng tôi gùi hàng, cõng nước, tải đạn khiêng thương. Đại đội 6 chốt giữ nơi đây, ngày mới về, anh em tập trung đào công sự hầm hào. Còn chúng tôi, tổ trinh sát hàng ngày, vẫn tuần tra phía trước để nắm bắt tình hình hoạt động của bọn địch. Đến chiều, chúng tôi lại rút về chốt cùng anh em. Trời nắng nóng chói chang, ở chốt không có giọt nước, chúng tôi tiết kiệm từng giọt, mà đồng đội vận tải phải gồng mình cõng tận dưới chân đồi lên để tiếp tế cho chúng tôi. Áo quần mồ hôi ướt đẫm sau một ngày đào công sự, cũng mồ hôi rầm rề sau những buổi tuần tra leo qua từng vách núi, rồi những bước chân đi vội vã khi trời chiều của những đồng đội vận tải xuôi về xuống chốt. Khi mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, chúng tôi chia nhau gác. Trong những đêm dài tĩnh mịch lặng lẽ giữa núi rừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đề pa của pháo địch, mang theo những cục lửa đỏ rực xuyên màn đêm bay vút vào không trung. Những tiếng nổ xé toang cái không gian tĩnh lặng. Chúng nó bắn 469. Tụi tôi lên đài quan sát. Đài quan sát là một cái cây cao nhất ở trên đỉnh, nhìn về hướng 469 của đơn vị E-733 xót xa, cầu mong cho các đồng đội ở nơi đó được bình an. Điểm đến là chúng bắn pháo. Nhìn từ xa sang đất Thái, chúng tôi còn phát hiện được nơi trận địa pháo của chúng, ánh lửa vừa chớp lên là những tiếng rít xé trời, vút theo những tiếng nổ long trời. Hồi 469 tàn thương. Đơn vị tôi càng quyết tâm củng cố công sự chắc chắn hơn. Hôm ấy vào một buổi sáng, chiếc máy bay L-19 của bọn Thái bay vòng qua vòng lại, dọc dài theo tuyến biên giới. Khẩu phòng không 12 ly 7 của tiểu đoàn tăng cường cho C-6 cũng vào vị trí chờ khai hỏa. Tất cả anh em cũng đã vào vị trí chiến đấu. Dường như chúng đã phát hiện được chúng tôi đang chốt giữ ở ngọn đồi này. Cái buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi họp giao ban với cấp lãnh đạo ở hầm chỉ huy, thì chúng bắt đầu bắn vào chốt quả đạn đầu tiên, chụp cách nóc hầm chỉ huy chừng 1 mét, nổ xé trời, hất cái nóc hầm văng lên không trung rồi rớt xuống tả tơi. Những tràng đạn tiếp theo gần như phủ kín cả ngọn đồi, cây cối ngã ngổn ngang. Tôi nằm xuống công sự, lăn hết bên này sang bên kia, hai tai u đặc. Sau một hồi thì trời cũng đã tối, chúng không bắn nữa. Anh em gọi nhau tăng cường cảnh giới, đề phòng địch xung phong. Tôi vội chạy đi tìm thằng Tam, thằng Đính, thằng Thảo nữa. 3 đứa cũng là lính trinh sát đồng đội tôi. Trong đêm tối, tôi cố nhớ vị trí hầm trú ẩn của tụi nó, bởi cây cối ngổn ngang, mặt đất bị cày xới. Tôi gọi Tam ơi, Đính ơi. Tất cả im lặng. Tôi càng cố gắng gào to hơn. Bỗng thằng Tam từ dưới đất chui lên kêu to: Em đây, anh Thành ơi. Tôi mừng quá. Hắn kéo tôi xuống một cái lỗ nhỏ xíu, vừa lọt cái đầu. Thôi, cố gắng lắm mới xuống được. Rớt xuống cái hầm tối om, tôi dẫm phải chân của mấy đứa nó. Ôi trời, tụi này có mặt hết ở đây, sao mà hầm hố kỳ dị vậy. Tôi nói nó bắn sập cái miệng hầm rồi. Thôi kệ, trốn trong này luôn cho ấm cái gáo đã anh ạ. Tụi tôi thương nhau như anh em ruột. Thằng Thảo lính 85, còn thằng Tam với thằng Đính là lính 86 mới toanh. Còn tôi lính 84, cũng là chỉ huy trực tiếp của bọn nó. Ở chiến trường, thường lính mới là em, lính cũ là anh. Còn cùng nhập ngũ một đợt thì gọi là đồng hương. Chúng tôi ôm súng tựa vào vai, ngủ ngồi tựa vào nhau. Không biết bây giờ là mấy giờ. Ngoài kia trăng đã lên. Ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả ngọn đồi, mà lúc chiều là một mảng rừng xanh. Giờ không còn một cái cây nào đứng thẳng, ngả nghiêng toe toét vì mảnh pháo. Khát nước quá. Mình có ai còn nước không? Hết từ chiều rồi anh ơi. Hôm nay nó bắn, anh em chưa kịp đem nước lên, phải ngược về tránh pháo. Tôi nhớ ở khu vực chỗ nhà bếp còn mấy can nước để dự trữ nấu cơm cho đơn vị. Tôi nói: Mày đưa bình tông đây, anh đi lấy nước cho. Tôi mang 2 trái bình tông đựng nước, vội trèo lên chạy theo về hướng nhà bếp. Tôi mò mẫm tìm ra cái can nước hồi chiều tôi thấy. À, đây rồi. Nhưng nước thì không còn nữa. Cái can bị pháo sơi mất cái đít, mà cũng chẳng còn cái can nào nữa. Tôi chạy phăng qua phía trước, vấp phải cái gốc cây lộn mấy vòng, rớt xuống một cái hố. Vô tình tôi phát hiện nước. Tôi mở bình tông, múc đầy rồi trèo lên. Tôi vừa chạy đến thì nghe tiếng pháo đề pa. Tôi phóng thẳng, 2 chân chui tọt xuống hầm, cùng tiếng nổ xé trời ở bên trên. Rồi trái nọ trái kia ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Đất đá đổ xoa xoa lên đầu. Lấy được nước là mừng rồi. Tôi uống một hơi. Trời ơi, nó thối. Thối từ trong cổ chui ra. Nhưng cũng đỡ hơn là chết khát. Thằng Tam với thằng Đính không dám uống, nhưng khát quá. Hắn thấy tôi uống rồi bắt chết uống theo. Hắn bụng mũi uống ừng ực. Tiếng đạn pháo vẫn rít lên đều đặn. Nằm trong hầm, chúng tôi đếm 1, 2, 3. Quả nào nổ gần, quả nào nổ xa, chúng tôi đều cảm nhận được qua tiếng rít rợn người đó. Sáng ra, khi mặt trời đã ló bóng, chúng cũng thôi không bắn nữa. Cùng lúc này, anh em trong đơn vị cũng tranh thủ củng cố lại hầm hào tấp nập, khẩn trương rồi chúng lại bắn, lại pháo rồi lại ngưng. Những cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, cả quả đồi tan nát đạn bom, giờ nằm phơi mình dưới cái nắng gay gắt của mùa khô. Nghe dần cũng quen, nó bắn thì mình trốn, nó hết bắn thì coi chỗ nào hư thì mình sửa lại. Xong rồi cũng chuyện trò, đứa nào gác thì cứ gác, đứa nào rảnh thì ngồi đánh cờ, nói dóc, kể chuyện về quê hương, những câu chuyện tình yêu lãng nhách, thời còn cởi chuông tắm sông. Đó là theo cách nói của nhà lính chúng tôi. Lâu lâu bọn nó cũng nện cho vài trái, cả bọn phải vứt chạy xuống hầm, xong rồi cũng đâu vào đấy. Mấy ngày nay chúng nó cũng ngừng bắn. Mấy thằng lính nhà ta cười khoái chí, chắc là nó hết đạn rồi. Nó bắn hoài mà ta có bỏ chốt đâu, nó cũng không dám mò vào. Hôm nay tổ trinh sát chúng tôi được tăng cường thêm 3 trinh sát của E để làm nhiệm vụ bịt miệng mấy cái trận địa pháo mà ngày đêm cứ quấy rối chúng tôi. Hồi hộp và hăm hở, chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường luồn sâu sang đất Thái, rồi chọn một điểm trận địa của chúng lên phương án tác chiến. Cườm vắt lương khô, chúng tôi vượt cửa mở. Ở đây khu vực này min 652A rất nhiều, chỉ cần lệch hướng đi hay chủ quan lơ là vướng phải ngay. Nên chúng tôi hết sức cẩn thận, từng bước chân. Sâu vào trong đất Thái chỉ có 6 người, 6 đồng đội. Tôi và Chất là lính 84, còn lại anh em đều là lính mới 86. Kinh nghiệm chiến trường cũng chưa có, nên mọi việc nhất cử nhất động anh em phải hết sức tuân thủ. Trên bản đồ, cái đồi không tên nơi chúng làm trận địa cách đường biên chừng 5 cây số, nhưng chúng tôi phải vòng ra xa đến 7-8 km mới bám ngược lại sau lưng chúng. Mọi tình huống, anh em chúng tôi đều thống nhất, nếu có gì, anh em mình sẽ gặp nhau nơi ngã ba con suối này nha. Chúng tôi chia làm 2 tổ bám vào mục tiêu. Trời đã về chiều, đơn vị đã đến nơi, hãy còn quá sớm để hành động. Tôi phát tín hiệu gọi thằng Chất đến để trao đổi, rồi lấy bánh lương khô ăn lót lòng. Căng mắt quan sát, bọn địch ở đây. 2 khẩu pháo đen ngòm của bọn chúng để đó, xung quanh chất những bao tải đất thành những cái công sự cho pháo. Nhưng loại pháo gì thì chúng tôi không rõ, chỉ thấy cái nòng đen ngòm vươn lên. 2 dãy nhà bằng đất hình chữ L, phía trước sân là khoảng trống và 2 họng pháo hướng về vùng biên. Chúng tôi đếm khoảng chừng hơn 20 đứa mặc quần áo dàn di đen sậm màu. Chúng cười đùa náo nhiệt, rồi bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy đến. Bọn chúng nhao nhao chạy lại chỗ chiếc xe. Trời cũng bắt đầu tranh tối tranh sáng, có lẽ đây là thời cơ cho chúng tôi hành động. Mấy anh chàng lính mới lần đầu tiên gặp địch, mặt mày tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Chỉ có tôi và thằng Chất là bình tĩnh để anh em dựa dẫm tinh thần. Sau khi thống nhất phương án, tôi để lại thằng T và thằng D và thằng Thờ, chia cho 3 đứa nó từng khu vực cảnh giác và bắn yểm trợ cho 3 thằng tôi nếu địch phát hiện và đường vận động rút lui. Thằng Hoàn, lính 86 trinh sát E, nhưng lì lắm, nó ôm trái mìn Claymore lăn mấy vòng tiếp cận khu nhà bên trái. Tôi cũng nhoài người theo nó. Sau tôi là thằng Chất. Chúng tôi đột nhập vào nhà nó. Tụi địch lúc này hoàn toàn không hay biết gì về sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng vẫn vô tư cười đùa và khuân vác cái gì đó từ trên xe xuống. Có lẽ khoảng cách chiến thắng của chúng tôi đã đến gần. Điều bất ngờ ngoài sự tính toán của chúng tôi, một thằng địch xuất hiện từ trong nhà, sau hỏi một câu như quát. Tôi không biết là nó nói gì. Sau tiếng quát, tôi lật người sang một bên, đồng thời một loạt đạn nổ rền vang. Sau tiếng súng, tôi chồm dậy, xông vào. Bỗng thằng Hoàn phóng vọt qua đầu tôi, lăn mấy vòng. Tôi chưa kịp chạy lại thì loạt đạn thứ 2 tiếp theo. Nhưng lần này nó bỏ chạy ra xa, sau nhà bắn vào. Tiếng còi báo động của bọn nó vang lên. Tụi tôi hoảng loạn, đứa chạy vào, đứa chạy ra, hò hét chỉ trỏ. Trời loạng nhoạng tối, không nhìn thấy rõ, không phân biệt được đâu là địch, đâu là ta. Ba thằng tôi chạy lòng vòng như trò chơi với tụi nó. Tụi nó không dám bắn, có lẽ sợ bắn nhầm nhau. Trong tích tắc, những quả pháo sáng chúng bắn lên bầu trời soi rõ. Đây cũng là cơ hội để bọn tôi thoát. Vừa ra được khỏi vòng vây thì địch đã xác định được và bắn theo như vãi chấu. Tôi thầm trách ba thằng kia đâu, sao không bắn điểm trợ cho chúng tôi. Trời đất ạ, ba ông kia đang bơi trên cái bụi gai mắt mèo mà không thoát ra được, phơi mình lô lộ dưới ánh đèn trái sáng. Tôi quay lại ra hiệu cho thằng Chất và thằng Hoàn chạy sang hướng khác để đánh lừa bọn địch. Chúng tôi bắt đầu bắn trả. Từng loạt điểm xạ của ba thằng tôi vang lên. Bọn địch khựng lại rồi bắt đầu dùng hỏa lực bắn mạnh về phía chúng tôi. Những tia chớp lóe lên trong màn đêm. Sau tiếng nổ chát chúa, những tiếng mảnh đạn rơi lạo xạo. Lúc này mấy ông kia cũng vừa thoát được cái bẫy gai bùng nhùng bỏ chạy. Mấy thằng tôi chạy theo bỗng nghe đau nhói ở bàn chân. Tôi khuỵu xuống rồi đứng lên, rồi lại nghe nhói quá, không chạy tiếp được. Tôi nằm xuống ôm cái bàn chân, thấy cái chông ba cạnh xuyên qua cả đế giày, vươn lên cả mu bàn chân. Hai cái cạnh còn lại vướn hai bên. Tôi đá mạnh phần cái cạnh chông vào gốc cây, tụt cái chông ra ngoài nhứt buốt. Thấy tôi ngã, thằng Chất cùng đồng đội chạy lại nằm xuống bên tôi. Lúc này địch bắn dần ra xa, chắc là nó nghi bọn tôi đã chạy nên bắn đuổi theo. Tiếng đạn nhọn cũng từ từ thưa dần rồi tắt hẳn. Lúc này chúng bắn cối 60, nghe rõ từng tiếng đề pa, rồi tiếng nổ xa dần về hướng chốt. Chúng tôi nằm im đến khi mọi sự im lặng được trả về với tự nhiên. Với cái chân nhức không thể tả nổi, máu thấm ướt đẫm cả chiếc giày. Tôi cởi bỏ chiếc giày bé bét máu. Màn đêm buông xuống, trời se se lạnh. Chúng tôi hành quân trở về cái màu xanh minơ của cái địa bàn để định hướng. Tôi cố gắng vừa bước vừa cò hai tay ôm vai đồng đội giữa trời khuya. Sáu thằng tôi dìu dắt nhau trong khoảng rừng âm u nơi biên giới. Trời tối đen như mực, chỉ có những bước chân sột soạt dò dẫm trong đêm. Thỉnh thoảng có đứa vấp té ngã lăn. Tôi đi giữa bằng hai bờ vai của hai đồng đội, mặc cho máu chảy nhức buốt vô cùng. Tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Thằng Chất ôm tấm bản đồ dọi đèn pin bé xíu để xác định từng điểm di chuyển. Ban ngày xác định còn khó khăn, nhưng đây là đêm khuya giữa rừng, càng khó khăn gấp ngàn lần. Bằng kinh nghiệm của người lính trinh sát, chúng tôi cùng hội ý, cùng nhau xác định cự ly, tốc độ di chuyển, phương hướng. Những lần vượt qua con suối cạn là mỗi lần chúng tôi yên tâm đánh dấu lên bản đồ. Đêm dài, có lẽ chúng tôi đã dần quen với bóng tối nên cũng dễ đi hơn lúc ban đầu. Cùng với ánh sao đêm, chúng tôi cũng gần về đến chốt. Vừa mừng vừa lo. Mừng là sắp về đơn vị, mà lo là lo cho đoạn đường vào cửa mở. Chỉ cần lệch vài bước chân thôi sẽ bị mìn. Mìn ở khu vực này nhiều vô kể, của ta có, của địch cũng có, đan xen nhau. Từng bước chân chậm chậm dò dẫm. Tôi nói tất cả anh em ngồi nghỉ để xác định đường vào cửa mở cho rõ ràng rồi mới dám vào. Cũng xin nói rằng vì khu vực này đám lính trinh sát nhà ta ra vào hàng ngày nên cũng quen và dễ nhận biết. Mặc dù trời tối, chúng tôi quen từng tảng đá gốc cây ở đây. Chúng tôi đã vượt qua và tiến vào chốt. Lúc này ở hướng đông trời cũng hừng sáng, nhưng vẫn còn tối tăm. Tôi nói anh đi phía trước phát tín hiệu liên lạc. Một lần, hai lần vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi nói anh em không được vào. Phải đành vậy, tất cả ngồi im chờ tín hiệu. Lần này chúng tôi phát tín hiệu liên tục, bỗng có tiếng trả lời. Mừng quá, chúng tôi tiến vào. Vì cái chân tôi nhức quá, tôi lê cả nhắc đi sau cùng thì tôi nghe ở phía trước có tiếng uỳnh ịch, tiếng chửi thề. Để mẹ mày gác sách vậy đó à? Một mạng thằng tụi tao bằng cả đại đội đó mày biết không? Rồi tiếng nói lại lý nhí gì đó tôi không nghe. Tôi đi nhanh lên, thấy thằng Chất nó giơ cái báng súng định đập người lính gác kia. Tôi ngăn lại và hỏi tại sao. Nó nói em gác mà em ngủ quên, mấy anh trinh sát về bắt liên lạc em không biết. Giật mình nghe tiếng động em bấm mìn mà bị đứt dây không nổ. Em hoảng quá, định bắn phát B40 thì nghe được tín hiệu của mấy anh. Em xin lỗi. Trời ạ, vừa nghe xong tụi tôi rụng rời, vừa giận vừa thương. Tôi giận run, tôi cũng định táng cho nó vài cái bạt tai, nhưng nghĩ lại thương hơn cho cái thật thà của nó đã dám nói lại cái hành động ngu dại của mình. Thương cho nó ngồi gác mỏi mòn rồi ngủ gật, giật mình hành động theo bản năng của người lính trận chứ không hề ác ý. Thôi vậy cũng mừng. Anh em chúng tôi lên chốt nghe tiếng tụi trinh sát về. Anh em cũng chạy đến hỏi han tình hình. Phía bên kia có phát hiện gì không? Có làm thịt được tụi nó không? Mà nghe tiếng súng quá trời vậy. Thôi để tụi mình nghỉ ngơi chút, trời cũng chưa sáng. Chúng tôi tản ra xin ở ké hầm cùng các đồng đội. Thằng Nhung thấy tôi mừng như mở cờ trong bụng. Vào hầm mình ngủ nha, Đồng Hương. Tôi theo thằng Nhung vào hầm trú ẩn của nó. Hắn thấy cái chân tôi máu me, hắn suýt xoa, lấy gạt, lấy băng, nước oxy già thấm bông gòn, lau sạch rồi băng lại dưới ánh đèn dầu khộp. Hiu hiu xong hắn nói, Đồng Hương vào trong nằm, để mình nằm ở ngoài cho. Cái chân tôi dở nhức quá, tôi không ngủ được. Lấy cuộn băng làm cái dây treo chân lên nóc hầm cho đỡ nhức. Thằng Nhung nó Đồng Hương tôi, hai đứa nhập ngũ cùng một đợt. Có cái tên rất là con gái, nhưng tính nó nhát gan. Nó rất nể cái sự gan lì của tôi, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh thời đó. Nó nằm nói chuyện với tôi suốt cho đến khi trời sáng. Nào là chuyện hồi còn ở nhà, nhà hắn ở gần biển, ôi đủ thứ chuyện về biển, rồi chuyện gia đình anh em. Tôi im lặng rồi ậm ừ. Rồi tôi hỏi, nhiều chuyện vậy sao tao không nghe mày nói chuyện bồ mày cho tao nghe? Hắn không nói mà chỉ cười. Bất chợt hắn ngồi dậy nói, Đồng Hương. Tôi giật mình. Đợi khi nào ra quân sẽ gả em gái mình cho Đồng Hương nha. Hắn cười, đúng rồi, mày làm em rể tao. Tôi nói, này, mình nói nhỏ Đồng Hương nghe nha. Em gái Đồng Hương có giống Đồng Hương không? Nó nói không. Em mình giống mẹ đẹp gái, còn mình giống ba. Mình cười nói, tưởng em gái mà lại giống Đồng Hương thì thôi, mình ở quá luôn. Trời cũng vừa sáng, tiếng đệp pa của pháo bắt đầu rít lên từng hồi, nổ âm âm rung chuyển cả đất trời. Hai thằng tôi ôm nhau nằm co ro trong góc hầm, đất đá nổ loa xoa, những ánh chớp không tưởng cứ lóe lên rồi vụt tắt. Trời cũng đã sáng, tiếng pháo cũng vừa ngưng. Chúng tôi chui ra khỏi hầm, vươn vai ngắm bầu trời trong xanh gió mát. Thằng Nhung chạy lăng xăng đi lấy cơm. Nó khui lon thịt hộp mà nó để dành bấy lâu nay để tiết đãi tôi. Nó nói, Đồng Hương ở lại ăn sáng với mình nha. Tôi gật đầu. Tự nhiên tôi thấy lòng bối rối nồn nao. Không biết hôm qua đến giờ mấy thằng lính nhà tôi trốn ở đâu. Pháo bắn như vậy tụi nó có sao không? Tôi là người chỉ huy tụi nó mà không biết lính mình giờ ra sao. Giờ đây sao ngồi ăn được? Tôi phải tìm tụi nó. Nhung ơi, thôi tao về nha, coi tụi nó làm hầm hào ra sao đã. Xin lỗi nha, đừng giận. Cái chân tôi đau quá, tôi cố gắng vội bước đi. Vừa rời chỗ thằng Nhung chừng 20 mét thì một tràn pháo phủ lên đỉnh đồi. Tôi phóng thẳng xuống giao thông hào, chạy về hầm. Vừa ngớt làn pháo thì tôi nghe tiếng đồng đội la ới ới, có thương vong. Tôi nhoài người lên khỏi hầm thì thấy một đồng đội tôi ôm cánh tay đầy máu chạy xuống hầm quân y. Một làn pháo tiếp theo rền vang cả núi rừng, đất đá bay tung tóe. Ngớt pháo, anh em vừa trồi lên lại nghe tiếng đề pa, lại chui xuống hầm. 3 hiệp pháo liên tục cây nát quả đồi. Chỉ mới mấy ngày trước là rừng già, còn bây giờ là núi trọc, như vừa qua cơn động đất. Tôi nghe tiếng đồng đội la to có thương vong ở chỗ hầm thằng Nhung. Tôi ngồi dậy chạy về hướng la. Cái chân tôi cũng chẳng còn đau nhức nữa. Đến nơi, tôi thấy chỉ có một cái chân đồng đội trên bờ giao thông hào, còn người thì không thấy. Máu vùng vãi khắp nơi. Cái thau cơm chưa kịp ăn sáng đổ xòe trên mặt đất, hòa cùng máu tươi. Tôi gào to: "Nhung ơi!" Tôi với vài đồng đội nữa chạy tìm kiếm xung quanh, phát hiện được nó nằm sấp dưới giao thông hào, đất vùi lấp, chỉ ló lên cái đầu tóc chút xíu. Anh em chạy tới đào bới kéo nó lên. Tôi gọi: "Nhung ơi, cố lên, mày không sao đâu." Tôi khóc, hắn không nói, nhưng tôi thấy nước mắt hắn chảy. Tôi cầm tay hắn khiêng về hầm. Hắn nhắm mắt nấc lên rồi ra đi vĩnh viễn. Vĩnh biệt đồng hương. Chỉ mới đây thôi hai đứa còn đùa giỡn, giờ này mày ra đi thanh thản nhé. Nhìn xuống vết thương của mình mà chính nó đã băng, tôi nghẹn ngào. Vết thương của tôi có thấm gì đâu. Chiếc võng lắc lư theo nhịp chân của đồng đội. Tôi đứng lặng người tiễn thằng Nhung đi mà nghe lòng quặn lại, khóe mắt cay xè. Tôi trở về hầm. Hầm là một cái hang đá bên mé đỉnh đồi mà anh em trinh sát bọn tôi vừa phát hiện. Những ngày tháng tiếp theo cũng vậy, cái điệp khúc vẫn như cũ. Cái chân tôi lúc này bị nhiễm trùng sưng vù, bóng mượt nhức nhối không thể tả nổi. Tôi lên cơn sốt liên hồi, vừa sốt rét vừa sốt do vết thương hành hạ. Rồi tôi được bố trí cho anh em đồng đội khiêng về tuyến sau. Nằm ở trên võng trên vai đồng đội, tôi thật xót xa khi mình trở thành gánh nặng cho đồng đội mình. Đường xuống dốc núi treo leo, anh em phải dìu nhau đưa cáng thương xuống từng bậc. Trên đoạn đường đi, tôi lúc tỉnh lúc mê. Rồi tôi được chuyển vào trạm quân y điều trị. Cái miệng nó đắng kinh khủng. Nó thèm được ăn miếng cam hay một ly nước mía hoặc một cục đường. Cơn sốt hành hạ tôi vật vã run người. 2 hôm sau, cơn sốt cũng qua đi. Chắc cũng nhờ mấy mũi kim của bác sĩ xuyên vào mông, đều đặn sáng chiều. Còn cái chân nó sưng vù, đổi màu đen tím bọng mủ. Lúc này anh Mỹ là bác sĩ của đơn vị mới nói với tôi: "Thành à, chân em bị nhiễm trùng nặng, em phải chịu khó để anh rửa, chứ không là phải cưa đấy." Trời ơi, tôi nghe như sét đánh. Tôi van xin anh: "Có cách nào không, anh cứu cái chân của em." Ngậm ngừ suy nghĩ, rồi anh nói: "Nhưng mày phải chịu khó." Tôi dạ, mừng thầm ở trong bụng. Trời ơi, đau, đau đến thấu trời xanh. "Các đồng đội ạ." Tôi lấy cái khăn ngậm lên miệng, hai tay bấu víu hai cái thanh giường, gồng người lên dáng chịu cho anh rửa cái vết thương. Tôi cảm giác điếng người khi anh cầm cái kéo kẹp miếng ga nhét vào vết thương, xuyên qua cái lỗ bên mu bàn chân, rồi cứa qua cứa lại. Đau thấu tim, tôi tè cả ra quần. "Anh ơi, cho em nghỉ một chút, em không chịu nổi nữa." Mồ hôi ướt đẫm, nước mắt đầm đìa. Tôi thở hổn hển như người sắp chết. Anh động viên tôi cố lên. Tôi dạ mà nước mắt vẫn tuôn, nghiến răng chịu đựng. Xong rồi vừa nghe anh nói, tôi mừng không tả nổi. Dáng ngồi dậy nhìn cái bàn chân băng trắng toát, xung quanh chỉ đỏ rực. Tôi nhìn xuống cái chậu bằng inox anh còn để lại, nào là mủ, máu, thấy rợn người. Cứ 3 ngày tôi phải chịu một cơn đau đớn như vậy. Một lần rửa vết thương là một lần tôi khóc, có khi còn xỉu luôn. Được 1 tuần tôi thấy đỡ hơn và cũng hết sốt. Tôi xin anh cho tôi về doanh trại. Sáng chiều quanh quẩn, có mấy thằng ở đơn vị hậu cứ này toàn là mấy thằng lính bị sốt rét, bị thương mà buồn vô tận. Hàng ngày cứ ngóng tin anh em trên chốt có bình an không. Được khoảng 1 tháng sau, vết thương ở bàn chân cũng đã lành. Tôi sang chỗ quân y gặp anh Mỹ. Anh kiểm tra lại xong, anh cười vỗ vai tôi: "Được rồi đó, chúc mừng chú em. Mai lại hành quân lên chốt nhé. Nhưng thấy trông thì né né ra." Tôi dạ, cảm ơn anh. Ngày mai tôi lại lên chốt. Nhưng lần này là đồi 500 Thờ Mộng.